Khánh trở thành thợ bán loa cũng từ một sự tình cờ. Tất nhiên, không sự tình cờ nào trên quả đất này lại không có nguyên do. Và những nguyên do đấy được dồn vào một chữ duyên. Cách lý giải này hợp lý nhất, sâu sắc nhất và cũng dễ hiểu nhất. Cách đây vài năm, Khánh tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ. Còn hơn thế nữa, hắn đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp. Với những ai đã từng học qua đại học thì thành tích của Khánh là một cái gì đó rất đáng nể. Lại thêm một lần phải dùng cụm từ còn hơn thế nữa, bởi Khánh được một viện nghiên cứu nhận vào làm việc ngay trong buổi lễ tốt nghiệp. Ông viện phó, đối tác thân thiết của khoa và là bạn nối khố với thầy trưởng khoa thông báo điều đó, là người làm quản lý, đó là chiêu, một mũi tên, hai mục đích. Ông ta vừa tỏ ra được mình là người có lòng chiêu hiền đại sĩ, lại làm đẹp mặt bạn, vân vân và vân vân, còn quỹ lương thì đã có nhà nước lo. Nói thì dễ, nhưng cũng ít người làm được như ông viện phó này, bởi người ta còn có con cháu, bạn của bạn thằng bạn, vân vân. Chẳng qua là những cơ quan như vậy, con cháu các sếp muốn đặt chân vào thì cũng nên cố sở hữu được tấm bằng đại học. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng để thực hiện được cũng là cả một vấn đề. Thế nên cơ hội mới đến với những người như hắn. Làm việc được một thời gian, Khánh cay đắng nhận ra rằng hắn chỉ là một con tốt trong trò chơi của ông viện phó. Những đam mê tìm tòi của hắn tóm lại chỉ là con số không tròn chỉnh. Một số người thì khuyên hắn nên chờ khi thế hệ cũ về hưu, sẽ đến lượt thế hệ kế tiếp. Nhưng lòng tự trọng, hay nói đúng hơn là sự cố chấp đã không cho phép Khánh làm như vậy. 2 năm trời, với hắn là quá đủ. Hắn nghỉ việc không viết đơn, cũng chẳng thông báo với ai. Đến thì rong trống mở cờ, đi thì không kèn không trống, hay nói đúng hơn là như một cuộc chạy trốn. Luôn là người đứng đầu, ngay cả trong các cuộc vui suốt thời gian đi học, Khánh không chịu nổi sự thất bại cay đắng đó, đến mức mà hắn lảng tránh tất cả những gì liên quan đến ngành được học. Từ thái cực này, hắn chuyển sang thái cực khác. Hắn đi bán loa. Cũng là sự tình cờ. Một lần đi mua hộ người quen đôi loa, Khánh gặp người chủ cửa hàng hiện tại hắn đang làm. Ngạc nhiên trước sự đam mê cũng như hiểu biết của cậu thanh niên trẻ về âm thanh, chủ cửa hàng buột miệng ao ước, giá như anh ta có được một nhân viên như hắn. Cũng tưởng là câu nói đùa cho vui, nhưng Khánh lại gật đầu đồng ý. Người chủ cửa hàng hỏi đi hỏi lại vài lần vì tưởng mình nghe nhầm, và sau khi chắc chắn là Khánh không nói đùa, người chủ cửa hàng đồng ý ngay tắp lự. Bán hàng được ít lâu, Khánh nhận ra rằng tính hoạt náo của mình rất hợp với công việc này. Những câu nói đùa, những lời chào mời, thậm chí một nụ cười đúng chỗ cũng giúp hắn bán được hàng. Có điều, giấc mơ về một tương lai huy hoàng mà bao giờ cũng bắt đầu bằng một phòng hội nghị sang trọng vẫn chiếm lấy trí óc hắn, chưa cho hắn yên tâm bán hàng. Hắn vẫn tìm kiếm những cơ hội cho mình, mặc dù hắn biết rằng càng ngày hắn càng xa rời cái thế giới lẽ ra phải thuộc về mình. Mải mê suy nghĩ, Khánh chợt nhận ra rằng trời đã sáng, và hắn đã ngồi như vậy từ rất lâu mà không vò một tờ giấy nào cả. Hắn vội vàng làm các thủ tục buổi sáng, theo kiểu rút gọn rồi đi thẳng đến cửa hàng. Ngày nghỉ, khách đến từ rất sớm, nhất là những người khách quen. Họ đến vì trà ngon, vì được nói chuyện về âm thanh với nhau. Với nghề này, không có khái niệm đốt vía như cảnh người ta thường thấy ở các khu chợ hay những tiệm bán các mặt hàng khác. Khánh bấm nút cho cánh cửa chồi lên trên rồi mở khóa cửa trong. Với số tài sản lớn như vậy, 2 lớp cửa là rất cần thiết. Hắn nhúng chổi lau nhà rồi thắp một ngọn nến để khử mùi. Cửa hàng lắp điều hòa không khí, nhưng lại không cấm khách hút thuốc. Vì đôi khi, nghe nhạc trong mùi thơm của thuốc lá rồi vị chan chát của lá chè cũng là một sự hưởng thụ. Hắn tự thưởng cho mình một tách trà bốc khói. Đây là loại trà sao tay mà khách hàng tặng hắn sau một buổi lắp loa vất vả. Hắn nhấm nháp từ từ, bởi ít phút nữa, ông chủ sẽ đến và cùng hắn đối ẩm. Ông chủ cửa hàng cũng là người đam mê âm nhạc, thích tán gẫu. Đó là 2 điểm đáng yêu bên cạnh những đặc điểm không đáng yêu vốn có của người buôn bán.
Và hắn chợt nhận ra đứng trước mình là cô gái hôm trước. Cô mặc một chiếc áo màu hồng phấn, cổ khoét sâu đủ để tôn vẻ đẹp của cơ thể phụ nữ. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ, cô gái nói: "Chào anh. Anh ơi, không hiểu sao bộ dàn của tôi lại không nghe được nữa. Anh có thể đến xem giùm tôi không?" Hắn nhẹ nhàng: "Vâng, chị cứ mang qua, tôi sẽ sửa cho chị." Cô gái phân trần: "Anh ơi, tôi là con gái, lại có mỗi một mình. Anh đến xem hộ, rồi tôi sẽ trả thù lao như anh yêu cầu." "Vâng, vậy mai tôi qua, tối nay tôi bận." Cô gái cười, gật đầu chào Khánh rồi phóng xe đi. Khánh nhìn theo bóng cô gái và thẫn thờ nhận ra, dù không còn quá trẻ, nhưng cô gái quả là một người phụ nữ đẹp. Và với hắn, con gái đẹp là một cái gì đó rất xa xỉ, nhất là khi hắn đang phải nhặt nhạnh từng đồng tiền từ nghề bán hàng. Khánh cởi trần, ngồi xổm giữa nhà đếm tiền. Tháng này thu nhập của hắn cao gần gấp 3 lần tháng trước. Ngoài lương chính, Khánh còn được hưởng hoa hồng từ những lần đi lắp đặt, bảo dưỡng các thiết bị âm thanh. Hắn nghĩ đến việc phải đền bù cho cô bạn gái, dù sau đó có phải ăn mì gói cả tuần cũng cam lòng. Mẹ Khánh xách một ba lô nặng đến, đặt ngoài cửa. Hắn chạy ra đón, nhe răng cười: "Sao mẹ không điện để con xuống xách?" "Mẹ con khỏe mà. Sao lâu nay con không về nhà?" "Con nhiều việc quá. Mới lại không khí gia đình mình như thế, con chán lắm." Mẹ hắn gật đầu đi vào trong bếp, để làm những việc y như bà vẫn làm mỗi khi đến thăm cậu con trai. Nhất là từ khi hắn bỏ cơ quan đi làm ngoài, mẹ hắn lại càng thương hơn. Bà hiểu tâm tính con trai mình, bố hắn thì không hiểu, hay nói đúng hơn là không chịu hiểu. Ông vốn là một giảng viên đại học, thuộc lớp người cổ xưa. Từ nhỏ đến lớn, ông chỉ biết hai việc là học tập và giảng dạy, bởi trình độ ông chưa đủ để làm nghiên cứu khoa học. Cho nên, khi cậu con trai của mình được nhận vào viện, ông mừng lắm. Mừng y như khi cô con gái đầu lòng đạt học bổng đi nước ngoài. Sự vui mừng này lý giải cho việc ông phẫn uất đến cùng cực khi Khánh bỏ ngang, mà lại đi bán loa, một công việc ông cho là thấp hèn. Vậy là dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình. "Thế hai đứa định bao giờ đấy?" mẹ hắn hỏi vọng ra. "Con cũng chẳng biết, mẹ ạ." Hắn nói thật, bởi thời điểm này hắn còn chưa biết ngày mai sẽ sống ra sao. Hắn nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ. Hắn im lặng, đứng lên. Khánh trở lấy thành ra một cọc thợ tiền, bán loa đi vào trong từ một mẹ sự tình cờ. Con biếu mẹ nhiên, tiền ăn sáng. Không sự tình cờ mẹ nào hắn trên quả đất hắn này ngạc nhiên lại không có nguyên do. Và những nguyên do con đấy cất đi, được dồn vào một mẹ con mang duyên. Tiền đến cho con đây cách này, lý giải con này tự hợp lý được. Nhất mẹ sâu không sắc nhận nhất, thì thôi và cũng dễ nhưng nhất. Chả lẽ mẹ nghĩ con cách không kiếm đây vài được năm tiền à? Khánh tốt nghiệp mẹ hãy đại học đọc với đầu tấm bằng hắn đó đi ra ngoài còn hơn thế ngồi nữa, ngả người hắn đạt trên điểm cao ghế nhất tự thưởng thưởng cho kỳ thi mình tốt nghiệp một điếu thuốc lá. Với những ai đã từng Chìm học qua vào đại ký ức học huy thì hoàng thành của tích thời của đi học Khánh không lâu là một hắn cái gì bị đánh đó thức rất bởi đáng mùi nể. thơm và tiếng gọi của Lại mẹ hắn thêm một lần phải dùng nào cụm từ vào rút rút mẻ đầu một tay tay nữa cũng nhiều bởi món Khánh lắm đấy. được một viện nghiên Hắn cứu cười nhảy vào nhanh làm chóng việc vào bếp ngay bên trong bâng buổi cơm lễ ra tốt ngoài. nghiệp. Lâu nay hắn Ông ít viện được ăn phó uống cho đối đàng tác hoàng, thân thiết của hắn xin khoa mà cơm là bạn nối mắc khối mớ với với thầy thầy trưởng trưởng khoa khoa thông thông báo báo điều nguội đó, khẩu thức ăn chính. Là người làm quản Hắn lý, ăn đó nhưng là người chiêm đói hàng tuần một lễ cũ. tên. Mẹ hắn Hai nói, mục đích thỉnh thoảng con cứ ông về ta vừa nhà, tỏ ra được mình bố là giận người có con lòng lòng chưa chuyện, hiền đại sĩ, nhưng ở nhà lại làm còn đẹp bao mặt bạn, nhiêu là vân việc. vân và vân vân. Hắn gật đầu, Còn quỹ lương thì thôi đã mẹ có ạ, nhà nước con lo. có nghĩ gì nữa đâu, Nói con thì hiểu dễ, dạo này con bận nhưng quá. cũng ít người làm được Nhưng chuyện việc này hắn khó nói này, thật, bởi cửa người ta hàng ngày còn có càng đông con khách, cháu, sắp bốn cuối năm năm của của bạn thằng bạn, ai nấy đều cố vân sắm cho vân. mình một bộ âm Chẳng thanh qua để là thưởng những thức cơ hoặc quan như nâng, vậy, còn nhưng cháu các các sếp đổi muốn đặt chân chân đặt vào bù thì cũng nên cố sở hữu được tấm tấm bằng bằng đại đại học. ăn. Chỉ Mẹ đơn hắn giản cũng vậy không thôi, hỏi thêm gì về nhưng để chuyện thực riêng hiện của được hắn, cũng là cả một bà vấn cũng không đề. hy vọng sẽ Có có đám nên cưới cơ vào thời hội điểm mới này, đến với bà những người quyết như như hắn. hắn. Một khi công việc chưa ổn Làm định, việc được một thời hắn gian, không bao giờ nghĩ Khánh đến cay chuyện đắng đáng nhận gia ra đình. rằng hắn chỉ Mẹ là hắn một con chăm chú chút trong nhìn trò vào bộ dàn dàn của của ông ông viện đặt trên phó, bàn, những đam bà mê hỏi tìm tòi của một hắn. bộ thế Tóm này có đắt lại không chỉ con? là con số không Dạ, tròn chính. cũng khá tiền Một ạ. số người thì khuyên Con hắn bán ra nên ngoài chờ chắc là khi hơn thế thế hệ cũ triệu, về hưu, nhưng chắc vụ sẽ đến này lượt thì thế con hệ được ở kế nhà tiếp. dùng thôi. Nhưng lòng tự Hôm trọng nào con qua hay nói nhà đúng hơn là sự lắp bố cho chắc phòng đã bố không một được bộ phép đào Khánh rảnh là làm như như vậy. vậy. 2 năm Chứ chờ, mẹ thấy bố cứ với hì hắn hục đọc quá cái thì radio cũ kỹ, hắn nghỉ chán việc lắm. không viết đơn. Hắn Hắn chẳng cười, thông báo gật với đầu. ai.
thấy thương đến mẹ hơn thì dong trống cả mở đời cờ, bà là những chuỗi đi ngày dài không chịu đựng không cam chịu, hay nói lấy đúng ông hơn chồng vụng về là như một không cuộc đủ sức sức làm chống, chỗ dựa cho gia đình, ngay luôn cả là về người tinh đứng thần đầu, chứ chưa ngay cả nói trong về vật các cuộc chất. vui Thế suốt mà đời mẹ đàn hắn học, chưa bao giờ Khánh không không chịu ra nổi nổi sự oán bất thán mãn cay đắng đó, bà làm đủ đến mọi mức việc mà hắn lảng từ tránh việc tất cơ cả quan đến những việc việc liên nhà, quan đến ngành rồi trường ra học. sức buôn bán Từ thái cực ngay này, khi đó là hắn điều chuyển không sang đàng thái cực hoàng khác đối với cán bộ công công chức chức nhà nhà nước nước ở thời điểm đó, cũng là sự tình mẹ cờ. yên tâm, con không Một giận bố lần đâu. đi mua hộ người quen đôi loa, Khánh gặp Ngày người hôm chủ cửa sau, hàng hiện Khánh tại phải đi hắn đang ra làm một ở huyện huyện ngoại thành để để lắp ngạc nhiên trước sự đam mê karaoke cho cũng như một hiểu nhà biết hàng của cậu thanh kiêm niên cà trẻ phê về âm thanh và đủ chủ thứ cửa hàng hàng ba một lạng niềm khác. ao ước. Thời Giá điểm ngày này, ta có đó một là cuốn một mốt nhân của viên mấy mấy tên tên anh anh chị chị phố phố huyện huyện mới mới bán bán đất, đất. Cũng Cũng tưởng tưởng là là câu câu vả vả lại, lại, kinh kinh doanh doanh giải giải trí trí bao bao giờ giờ cũng cũng là là một một ý ý siêu siêu lợi lợi nhuận. nhuận. Người chủ cửa hàng Mỗi hỏi hàng đi hỏi hỏi lại lại vài vài lần lần vì do tưởng tài mình nghe thuyết nhầm khẩu của của mình. mình. Mà sau khi chắc chắn là Khánh không nói Lần gặp nhiều, đầu người chủ tiên cửa với tay hàng chủ đồng nhà ý hàng ngay bằng tập lực. kinh nghiệm của một cựu sinh viên Bán xã hội hàng học, được ít lâu, hắn Khánh nhận nhận đây ra là rằng mẫu tính hoạt não đùa của kiss mình rất hợp nhà với công giàu việc mới này. phất. Những câu Và nói thực đùa, ra những lời cũng chào chẳng khó mời, khăn gì thậm để chí chấm dứt. một nụ cười đúng Nếu người chỗ ta cũng quan rất sát bắt kỹ được một hàng, người đàn ông có có điều điều cắt chọc, giấc mơ về tay một đeo tương lai dây huy chuyền hoàng nặng mà trĩu, bao giờ cũng bắt áo đầu chim nhỏ, cò một chân phòng đi của giày mình khủng sang bố, trọng, vẫn Khánh chiếm lấy chơi trí một óc chiêu hắn, là lắc chưa đầu, cho hắn ý yên chừng tâm bán không tin hàng. khách có đủ tiềm năng để mua đồ của Hắn cửa vẫn tìm hàng. kiếm những cơ hội cho mình, Tay mặc chủ dù nhà nhà hàng hàng biết hỏi rằng đến món đồ càng nào ngày hắn hắn đều càng nói xa rằng đây rời là cái đồ thế tốt, giới nhưng lẽ lẽ ra ra phải phải thuộc thuộc về về mình. mình. Chỉ những quán karaoke Mải xịn mê trên suy phố nghĩ, mới dám dùng. Khánh chợt nhận Đánh ra trúng rằng tâm lý, trời đã sáng tay chủ nhà hàng và vật hắn đầu đã như ngồi như vậy vậy từ từ rất rất lâu lâu anh mà ta không còn dư vò ít một tiền tờ giấy giấy nào nào cả. cả. Mà chẳng Hắn chóng thì vội chảy vàng sẽ là rơi các vào thủ những tục buổi mà sáng sửa tôm theo chờ kiểu tận rút sáng gọn rồi đi vừa thẳng lời đến anh cửa ta hàng. nói. Ngày nghỉ, Khách qua đến một từ rất con sớm, đường, nhất là những nửa người dài khách quen, đá, nửa còn họ đến đến vì vì chàng Khánh ngon, tìm đến đúng vì chỗ, được nói chuyện về âm cánh cổng thanh với vào nhau, loè loẹt, với không nghề thể này loè loẹt không có hơn. khái niệm đốt Khánh mí đi như vào, cảnh, người ta thường theo thấy ở sau là các một anh khu xe chợ ôm được hay thuê những làm tiệm chân bán sai vặt các với mặt tiền. hàng khác. Công Tương Khánh đương bấm với một nút cuốc cho cánh xe cửa dài trồi khoảng lên trên, 200 km, mở khóa cửa trong. Với Tay số chủ tài nhà sản hàng lớn cười như toe vậy, toét, dẫn hai Khánh mắt vào vào phòng là rất cần thiết. Theo như thỏa thuận, Hắn nhúng chổi tay lau chủ nhà đã cho rồi khoan thắp giá một treo. ngọn nến để khử mùi. Khánh chỉ việc lắp cửa đàn hàng và lắp điều điều hòa hòa không không khí theo ống ghen đã nhưng đặt lại trước. không cấm khách hút thuốc Sau nửa buổi công vì việc đôi cũng đã khi xong, nghe nhà chàng công trong sinh sinh viên viên lắp thắp loa loa ấy ấy khoan rồi bị khoái chan châm chát một một điếu lá thuốc chè cũng ngồi là làm mình sự trên hưởng chiếc thụ. sofa của phòng hát. Khánh Hắn chạy tự lòng thưởng chợt cho nghĩ mình một tách một trà tình đi bốc lắp khói, karaoke cho người, đây là loại còn trà bản sau thân tay mà khách hàng năm tặng thì hắn 10 họa sau mới một dám buổi đưa bạn lắp loa gái đi vất hát, vả, mà chỉ dám hắn uống nhấm trà nhấp nước từ tâm từ bởi ít hát khách nữa, dăm bài ông chủ rồi sẽ giả vờ đến bận và cùng để hắn tờ đối tiền. ẩm tiền, khỏi giải thêm. Ông chủ cửa hàng cũng là người Một thằng đam mê nhân âm viên nhạc mặt thích nhăn tán cái gẫu, giá bị dẫm ba đó là phát hai ủ điểm vàng đáng yêu nhăn bên nhở cạnh ở những chỗ đặc mặt hắn điểm không đáng dạ yêu vốn ông có chủ của mời người anh vào buôn phòng vàng. bên. Có nhân viên sẽ tầm Và quẩn hắn chợt vài nhận ngạn, ra đứng trước mình Khánh là là cô cô gái gái hôm trước, trong người khoan cô khoái mặc đi một chiếc vào, áo màu hồng phấn, hắn nghĩ cổ khoét hóa sâu ra mấy đủ tay để trơn tôn phố vẻ đẹp huyện của cũng cơ đàng thể phụ hoàng nữ hơn hắn tưởng. Hắn nở một nụ cười Hắn rạng cởi quần dỡ áo hết cỡ, dài, cô gái rồi nằm nắm sấp lên chiếc ghế chào tẩm anh. quất. Anh ơi, một cô Không gái hiểu mặc sao váy bộ ngắn, dàn của tôi lại không nghe được mặt nữa, bự phấn bước anh có thể vào đến nhăn xem nhở giùm tôi cười. không? Em chào Hắn anh nhẹ lắp nhàng, loa. Khánh Vâng, hơi giật chị mình cứ mang qua, nhưng tôi sẽ hắn sửa cũng cho trấn chị. tĩnh lại rất Cô nhanh, gái phân trần, chào em. Anh em tên ơi, là gì tôi là nhỉ? con gái, Lại lại có có mỗi mỗi một một mình. mình. Anh Anh để để em em phục phục vụ vụ anh anh nào? nào? Rồi tôi sẽ Cô trả gái thù vừa lao tẩm quất như như anh anh yêu yêu cầu. lời. Câu hỏi Vâng, của chàng vậy lắp mái loa tôi đang qua nằm sấp tối đang nay thử tôi vậy. khẽ khẽ hát trong cổ họng. Dạ, em Cô tên là gái A cười, Mây, gật đầu chào chào Khánh Khánh rồi phóng xe còn đi. anh là A Mưa. Khánh nhìn theo Ghép bóng tên cô gái em và và tên thẫn anh là thờ nhận thì thành ra ra là Mây Mưa. dù không còn quá trẻ, Nói nhưng cô xong hắn gái cười sặc quả sặc là là mặc một người kệ phụ cô nữ gái đẹp. ngạc nhiên. Và Chắc với cô hắn, bỏ học, con hắn gái ít đẹp đọc là nên một không cái hiểu gì nghĩa đó của rất giới xa xa xỉ. xỉ. Khánh hỏi Nhất tiếp, là khi hắn đang phải thế nhận em là nhận người dân từng tộc đồng à? tiền từ Cô người gái bán bật cười. hàng? Dạ. Em Khánh người người dân dân tộc Tày ngồi xổm giữa nhà đếm tiền, hắn cảm thấy buồn tháng cười này quá, thu nhập của hắn bèn cao hỏi. gần gấp 3 lần tháng Ủa, trước. sao anh nghe giọng Ngoài em lương như ở chính, làng Phú Khánh còn Đô được ấy nhỉ? hưởng hoa Cô hồng gái từ hơi những ngố, lần đâu bị mà lắp đặt, bảo bảo dựa dựa yên các thiết bái bị cơ. âm thanh. Khánh Cười, cười. Hắn nghĩ lúc đến này việc phải phải làm đền hoàn bù toàn cho cô quên bạn mất gái thân phận thả dù bán loa, sau đó có phải ăn mì gói cả tuần.
Từ nhỏ đến lớn, phân trần, ông chỉ biết hai quá, việc anh là học tập và em giảng dạy. Loa mệt, bởi trình độ ông được gì, chưa đủ để làm khác, nghiên em cứu sẽ khoa qua học. Anh, lúc đó cho nên, em không chê khi đâu. Cậu con trai của mình được nhận vào viện, ông mừng lắm. Tay chủ ngẩn mừng, người ra, rồi cười y sáng như sáng. Khi cô con gái đầu lòng, anh đạt xin chú bóng đi nước ngoài. Hôm khác chú qua nhé, sự vui anh mừng không này tiếc chú lý cái gì giải đâu. Cho việc. Vừa ông nãy anh quất hát quất đến thử, cùng cực cực khi Khánh xỉ bỏ hát tan, thật, mà tiếng lại hát anh bán của anh loa nghe một công công việc việc như Tuấn ông Vũ cho là thấp hèn. Thôi, ra ngoài quầy ba, anh thanh vậy toán là một phát dẫn là đến xong mâu luôn. thuẫn trong gia đình. Anh nói cho Thế chú hai đứa buồn, định bao chú giờ người đấy? đầu Mẹ tiên hán vọng vọng đục ra, tiền từ tay anh, con cũng chẳng biết. Mẹ Khánh giật mình, hắn chú nói Vũ thảo bảo dạ là số của bởi may, thời điểm này gặp hắn còn còn chưa tay biết sao sau ngày đèn mai nửa mùa sẽ như thế sống này, ra sao. Chẳng biết chuyện gì Hắn nghe sẽ xảy thấy một ra. tiếng thở dài rất nhẹ, tay chủ cửa hàng hắn im đếm lặng tiền thoăn đứng thoát. lên Mở với cách cách tủ đếm lớn tiền ra như một vậy, cọc tiền bằng hắn đi con vào mắt của trong một nhịn cựu sinh mẹ viên rất xã xáo. hội học. Khánh Còn đoán là nếu trước mẹ ít kia tiền đã ăn chủ sáng, có làm việc gì đó mẹ hắn liên nhìn quan đến hắn ngạc tôm nhiên, cá thịt. rồi bà cười, hắn buông một lời khen, con cất anh đi, đếm tiền nhanh thật mẹ đấy, còn mang tiền đến cho khỏi con phải đây nói này, con ngày tự lo xưa được. bán hàng cả Mẹ tạ không lợn nhận mà anh thì đã thôi, nhầm phát nào đâu. Nhưng Đây, chả đục lẽ mẹ 62 nghĩ con triệu không kiếm được tiền tiền à? thưởng chú một vé? Mẹ hắn lắc Hôm nay đầu, chú vất vả hắn đi quá. ra ngoài. Khánh nhận Ngồi tiền, ngả người hắn trên tự ghế, rút ra rồi số tự tiền cưng cơm cho của mình. Khánh và trở lại khoan nghĩ khoán, thợ nghĩ bán cảnh loa sẽ mời cũng cô bé chìm gái vào sự sự tình tình cờ huy hoàng nữ của của thời mình đi học không một lâu. Bữa ăn Nhiên tối hắn ra bị tránh không thức sự tình bởi cờ một nào thơ trên mình quả và đất tiếng này, gọi của trời mẹ đâu không có chiều quyền lòng nào nào và giúp rút bà vào một tay, và những nguyên nguyên do do đấy lắm đấy. được dồn vào một chữ hắn duyên, cười nhanh chóng vào cách lấy ghế giải bê này mâm hợp cơm lý ra nhất. ngoài.